Phật dạy, hãy cảm ơn người đối xử tệ với bạn vì họ đang gánh nghiệp giúp bạn. Con người chẳng ai muốn bị người khác đối xử tệ bạc, bất công. Nhưng theo Phật dạy thì chính những người đang đối xử tệ với bạn sẽ gánh nghiệp giúp bạn. Quả thực, cuộc đời này nhân quả báo ứng rất công bằng. Cứ ngỡ bắt nạt được người, thu được lợi về mình là sung sướng, hả hê, nào ngờ đâu, xử tệ với người lại thay họ gánh hết nghiệp về mình. Vậy nên, ngẫm cho cùng thì vẫn nên nhìn xa trông rộng, đối đãi mọi người xung quanh bằng tấm lòng từ bi. Sống trên đời, không nên lọc lựa, gian ác và tranh đấu chỉ vì chút lợi nhỏ. Hãy cứ sống chân thành, thiện lương và bao dung, nhẫn nại với mọi người xung quanh. Đó mới chính là cách sống cao minh nhất của kiếp nhân sinh.